Chào mừng các em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường của tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài Phân tích đa thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về những nội dung như sau. Nội dung thứ nhất đó chính là thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử. Nội dung thứ hai đó chính là cái cách để phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Nội dung thứ ba đó chính là chú ý. Trước khi đi vào phần một nhỏ khái niệm, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung như sau. Với ABC là các biểu thức tùy ý ta có A nhân B cộng A nhân C. Ở đây A nhân B cộng A nhân C là một đa thức, có nghĩa là một tổng, sẽ bằng A nhân với đa thức B cộng C. Nghĩa là ở đây từ phép cộng chúng ta biến đổi thành phép nhân, nghĩa là từ tổng biến đổi thành tích. Ví dụ, viết đa thức sau thành tích 3x cộng 3y bằng 3 nhân cho đa thức x cộng y. Như vậy, việc chúng ta biến đổi 3x cộng 3y bằng 3 nhân x cộng y, nghĩa là chúng ta đã phân tích đa thức thành nhân tử. Như vậy, thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử? Chúng ta đi vào phần một nhỏ khái niệm. Khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức thành nhân tử hay thừa số là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức, nghĩa là biến đổi từ tổng thành tích. Ví dụ, hãy viết 15x mũ 3 trừ 5x mũ 2 cộng 10x thành một tích của các đa thức. Các em quan sát bài làm trên bảng như sau. Ở đây lưu ý 15x mũ 3 cô tách thành 5x nhân cho 3x mũ 2. 5x mũ 2 cô tách thành 5x nhân cho x. 10x cô tách thành 5x nhân cho 2. Do đó, phát hiện 5x giống nhau, ta đặt 5x ra ngoài. Như vậy trong ngoặc còn lại 3x mũ 2 trừ x cộng 2. Bây giờ chúng ta sang nội dung kế tiếp, đó chính là các bước phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Thì chúng ta cần phải tìm nhân tử chung. Nhân tử chung của chúng ta bao gồm hệ số và phần biến. Sau đó chúng ta sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc. Trong ngoặc còn lại là các nhân tử còn lại kèm dấu của các hạng tử. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. A nhân B cộng A nhân C bằng A nhân cho đa thức B cộng C. Nếu đề cho chúng ta là dấu trừ thì dấu ở đây sẽ là dấu trừ. Trong đó A được gọi là nhân tử chung. Các bước phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Trọng tâm ở đây là chúng ta cần phải tìm được nhân tử chung. Hệ số, ở đây hệ số phải là số dương, là ước chung lớn nhất giữa các hệ số của các hạng tử. Phần biến là phần biến chung có mặt trong tất cả các hạng tử với số mũ nhỏ nhất. Ở đây các em lưu ý cho cô là với số mũ nhỏ nhất. Sau đó chúng ta đặt nhân tử chung ở ngoài dấu ngoặc. Trong ngoặc là các nhân tử còn lại kèm với dấu của các hạng tử. Chúng ta đi vào phần áp dụng. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Bài toán bao gồm 4 câu. Câu A: 3x trừ 9y. Câu B: x mũ 2 cộng x. Câu C: 3x nhân cho đa thức x cộng y trừ 9y nhân cho đa thức x cộng y. Câu D: x mũ 2 nhân đa thức x trừ 2y cộng x nhân cho đa thức x trừ 2y. Các em thử suy nghĩ và trả lời. Nội dung bài giải như sau. Các em quan sát bảng. Câu A: 3x trừ 9y. Ở đây cô đặt nhân tử chung là 3. Như vậy trong ngoặc của cô còn lại là x trừ 3y. Câu B: x mũ 2 cộng x. Cô đặt nhân tử chung là x. Như vậy trong ngoặc của cô còn đa thức x cộng 1. Câu C: 3x nhân đa thức x cộng y trừ 9y nhân đa thức x cộng y. Cô chọn nhân tử chung là 3 nhân với đa thức là x cộng y. Như vậy trong ngoặc là x trừ 3y. Câu cuối cùng, câu D: x mũ 2 nhân cho
đa thức x trừ 2y cộng x nhân cho đa thức x trừ 2y. Như vậy, nhân tử chung của câu D sẽ là x nhân với đa thức x trừ 2d. Do đó trong ngoặc còn lại là x cộng 1. Các em đi vào phần, chú ý, nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung, chúng ta cần phải đổi dấu của các hạng tử. Lưu ý đến tính chất là A bằng trừ của trừ A. Ví dụ, đa thức y trừ x bằng trừ của đa thức x trừ y. Chúng ta đi vào bài tập áp dụng như sau. Tìm x, biết. Bài gồm có 2 câu. Câu A, đa thức 2x mũ 2 trừ 5x bằng 0. Câu B, đa thức x trừ 2020 nhân với x trừ x cộng 2020 bằng 0. Thì hướng giải quyết của bài toán tìm x này như sau. Phương pháp: để tìm x dạng ax bằng 0 với a là đa thức của biến x, ta làm theo các bước sau. Bước thứ nhất là các em cần phải phân tích đa thức ax thành nhân tử. Sau khi phân tích đa thức ax thành nhân tử, chúng ta sang bước thứ hai là cho mỗi nhân tử bằng 0 và tìm x. Bước thứ ba là các em kết luận giá trị x. Nội dung bài giải câu A: 2x mũ 2 trừ 5x bằng 0. Như vậy các em tiến hành đặt nhân tử chung x nhân với đa thức 2x trừ 5 bằng 0. Sau đó các em suy ra x bằng 0 hay 2x trừ 5 bằng 0. Từ đó các em giải hai bài toán tìm x. Chúng ta sẽ ra được một giá trị x bằng 0 và một giá trị x bằng 5/2. Các em tiến hành sang bước 3 là kết luận và x bằng 0, x bằng 5/2. Nội dung bài giải câu B: ở đây các em lưu ý cho cô, để xuất hiện nhân tử chung là x trừ 2020, chúng ta cần phải đổi dấu. Do đó ở cái dòng thứ hai, đáp án sẽ là x nhân với đa thức x trừ 2020 trừ mở ngoặc x trừ 2020 đóng ngoặc bằng 0. Chúng ta sẽ được nhân tử chung là đa thức x trừ 2020. Như vậy còn lại là đa thức x trừ 1. Chúng ta cho giá trị x trừ cho 2020 bằng 0 hay x trừ 1 bằng 0. Chúng ta sẽ được x bằng 2020 hay x bằng 1. Và các em sẽ tiến hành kết luận và x bằng 2020, x bằng 1. Các em sang bài tập tiếp theo, đó chính là chọn đáp án đúng. Các em suy nghĩ và trả lời nhé. Rồi, bây giờ cô và các em cùng đi vào câu 1. Giá trị của biểu thức 12 nhân 81 cộng 12 nhân 19. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Lý do tại sao lại như vậy? Ở đây chúng ta thấy xuất hiện nhân tử chung là 12. Như vậy cô đặt 12 là nhân tử chung. Do đó trong ngoặc sẽ còn lại là 81 cộng 19. 81 cộng 19 là 100. 100 nhân với 12, đáp án sẽ là 1200. Chúng ta sang câu số 2. Kết quả phân tích đa thức 3x mũ 2 trừ 5x thành nhân tử là... ở đây các em sẽ chọn đáp án là câu D. Nghĩa là chúng ta sẽ đặt x là nhân tử chung. Do đó còn lại là 3x trừ 5. Câu số 3. Kết quả phân tích đa thức x nhân cho đa thức x trừ 1 trừ y nhân với đa thức 1 trừ x thành nhân tử. Ở đây cô lưu ý cho các em, 1 trừ x các em phải đổi dấu thành x trừ 1. Do đó chúng ta chọn đáp án là câu B. Nghĩa là đa thức x cộng y nhân với đa thức x trừ 1. Chúng ta sang câu số 4. Tìm x, biết 5x mũ 2 trừ 10x bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là 5x. Như vậy trong ngoặc của chúng ta còn lại là x trừ 2. Chúng ta cho mỗi nhân tử bằng 0, nghĩa là chúng ta sẽ chọn đáp án B, x bằng 0 hoặc x bằng 2. Cô chốt lại nội dung bài học hôm nay cho các em. Phân tích đa thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Phần 1 nhỏ, khái niệm, như thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử? Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức thành một tích của những đa thức. Các bước phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Chúng ta cần phải tìm nhân tử chung. Nhân tử chung của chúng ta bao gồm hệ số và phần biến. Sau đó các em sẽ đặt nhân tử chung ở ngoài dấu ngoặc. Và trong ngoặc của chúng ta là các nhân tử còn lại kèm dấu của các hạng tử. Và nội dung thứ ba đó chính là chú ý.
Nội dung chú ý nghĩa là chúng ta cần phải đổi dấu của các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Nghĩa là A bằng trừ của trừ A. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo.